ơi, tắm quần áo gửi nhẹp không thay luôn. Trời ơi thiệt kìa, đi tới đâu nước chảy tới đó kìa. Thanh Liêm chào cả nhà nghe. Thì giờ Thanh Liêm đến gặp anh Tính để mà đưa cơm á quý vị. Thì đây cũng là những chiếc cơm hàng ngày mà anh Tính được sự giúp đỡ của chị DK69 cũng như chị Đẹp. Rồi hỏi coi đại tá là mấy ngày nay đi đâu. Alo. Cơm chưa? Ngồi đây là ai vậy? Hả? Đây ai? Cái gì này làm gì mặc áo mưa vậy? Mới tắm tại xong rồi. Cái gì? Mới tắm tại xong. Tắm ở đâu? Xong. Trong mới tắm xong hả? À? Ừ. Sao tắm xong? Tại xuống dễ luôn. Trời trời trời, bị công an gặp bắt chết. Đâu luôn hả? Cái gì? Rồi xuống dưới sông tắm luôn. Rồi có thay đồ chưa? Quần áo đâu? Rồi có giặt quần áo không? Giặt phải con gian rồi. Rồi xong thay đồ đi. Hả? Trời ơi. Chừng nào về bến? Sao? Chừng nào về bến? Về bến đưa về nè. Không chịu về bến luôn. Bỏ nhà luôn. Bỏ nhà đó mai mốt bị tao lấy tao bán luôn. Hả? Giờ không chịu về bến rồi giờ xuống gầm cầu ở chịu không? Xuống gầm cầu ở. Ừ. Nghe nói cỡ này chọc gái dưa gái quá ha. Gặp gái là chọc rồi ha. Ôi ôi trời. Giờ hỏi thiệt nè, mục đích qua đây là để kiếm ai nó nghe coi. Có kiếm ai không? Trời ơi trời. Đi chọc gái đi trời. Trời ơi trời, gặp bó tay luôn. Gặp gái đi ngang chọc quý vị. Trời ơi không có, tôi thấy đây nè. Đi nghe kêu ơi 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 nữa. Trời ơi trời, giữ dần thiệt chứ, giữ dần hơn giữ dịch nữa. Kinh khủng rồi, cái này biết chọc gái. Cái gì? Chọc gái chọc sao đâu, chỉ chọc với ơi. Nên nó nghe rồi, nó nghe rồi. Chọc gái chọc sao đâu. Ở đâu mà vừa uống vừa hả? Lấy cơm kìa. Lại xe lấy cơm đây kìa. Lấy cơm ăn đi. Tắm quần áo gửi nhẹp không thay luôn. Trời ơi thiệt kìa, đi tới đâu nước chảy tới đó kìa. Rồi qua ngồi ăn cơm đi. Ở đâu có vừa uống đã vậy? Hả? Ở đâu có vừa mua uống đã vậy? Ở đâu có à? Mới còn đây có mười mấy ngàn đây trong túi nè, lấy mua thuốc hút đi. Rồi, rồi lấy cơm ra. Giờ không chịu về, bây giờ kiếm cái phòng trọ là mướn thuê cho ở chịu không? Thuê cho cái phòng trọ ở chịu không? Bà chịu không? Thì để từ từ nó tìm. Nhưng mà rồi ở bên đây rồi phải đi làm cái gì chứ. Bỏ bánh luôn. Rồi bây giờ ở bên đây phải đi làm cái gì đặng có tiền xài hàng ngày nè. Dây. Bây giờ mình đi nhập phế liệu hay là dây? Không, ý mình nói nè. Ý tôi nói nè, bây giờ ở bên đây bây giờ là có Mạnh Thường Quân sẽ giúp cho thuê phòng trọ cho ở. Bây giờ là không chịu về bên quê nữa rồi phải không? Bỏ nhà luôn rồi. Nhưng mà ở bên đây là phải đi nhập phế liệu hay làm gì đó để kiếm tiền xài hàng ngày. Hả? Không chịu làm gì luôn. Rồi ngồi này không chịu quay nữa hả? Bây giờ đi lòng vòng ở đây nhặt phế liệu nè, chứ không có làm gì hết trơn á, nhặt phế liệu không bán kiếm tiền xài biết không? Nghe. Chịu không? Đâu rồi, gương mặt lên coi chịu không? Chịu đi nhặt phế liệu không? Hả? Chịu nhặt phế liệu. Chịu nhặt phế liệu người ta mới giúp cho mình có xe cho mình một cái phòng cho mình ở.
hàng tháng người ta cho mình vài trăm ngàn đóng tiền trọ gì đó hả? Đi nhập phế liệu nghe, nghe tôi nói chuyện mình nè, nhìn tôi nè, đi nhập phế liệu thuê cho một cái phòng ở đây mới có tiền xài, chứ bây giờ mà không làm gì hết trơn là tiền đâu xài nghe. Tính nghe tôi nói không, đi nhập phế liệu rồi mình ở đây, chứ giờ mình ở đây mình không nhập phế liệu có tiền đâu xài, ai nuôi mình hoài, hàng tháng lại giúp tôi cho mình tiền trọ, coi như là cái nhà bên bển là giờ là tính không chịu về luôn rồi đó quý vị đó. Không biết vụ gì bên bển, không biết có bị đánh bị đập gì đây mà tới giờ là không chịu về, bây giờ tắm mặt nguyên bộ đổ nhẹp luôn nè. Trời ơi mấy người này sao thiệt chứ giờ. Nếu không có chỗ đi vệ sinh rồi đi xuống dưới sông tắm rồi đi vệ sinh dưới luôn, trầm bệnh dưới rồi đi luôn á. Má ơi bây giờ dứt khoát là không chịu về bển luôn rồi, dứt khoát là không chịu về bên Nguyễn Du luôn, Nguyễn Hòa Hưng luôn rồi phải không? Bỏ nhà đó lúc bị người ta lấy luôn, giờ coi bỏ tài chấm cơm. Ê mà công nhận hổng gài về bên đây cái tay bị bớt phèn rồi kìa, không còn bóp đất nữa, nó bển xuống sông bóp đất không à. Nhiều cơm nó ăn đủ không hả? Kìa giờ nghe tính coi tôi kiếm tiền tính, tính quen không, coi coi quen không. ông bỏ nhà đi đó, không biết ai quánh ông sao giờ ông bỏ không chịu về nhà luôn rồi. Nói cái nhà với cái chòi với bụi tre á, không có qua rồi, có qua nhà ổng rồi dạ, tự nhiên giờ qua tới đây ở đây luôn không chịu về luôn rồi. Rồi hỏi tới nó bị quá, tối nằm đây hả, tối ngủ ở đây hả? Dạ tối thì em đi chợ mua đồ bán thì em đi ra đi vậy hả, tối nằm đó đó giờ đang kiếm xe cho ổng cái phòng rẻ rẻ để cho ổng ở, chứ đâu mà ngủ ngoài mưa ngoài nắng không à, chịu gì nổi. Bây giờ đang mới đi xuống sông tắm mặt nguyên bộ đồ nhẹp luôn à, biết đồ đâu giờ thay nữa nè. Anh đi ra ngoài này nó bán áo quần để cái áo mà áo bán cho 50 quần 50. Nó treo ở đây nè, treo trên cây dù ngoài đường á. Không là cái này không, không bình thường. Cột cáo mưa ra đi, trời ơi trời. Tối mặc gì ngủ luôn á hả? Tính tối mặc áo mưa gì ngủ hả? Trời ơi, nóng nổi gì nổi không biết. Bình tình luôn trời. Đau khổ với mấy người này thiệt chứ. Giờ muốn đưa về bên bển thì không có chịu, nó về bển là bị ta đánh tét tàu. Mỹ Hòa Hưng bữa không biết qua đây với ai đánh tét tàu chạy tay gì chân lum la. Ai mua dừa cho uống mà dữ à? Ê ai mua này à? Tết tết ai mua này? Mới mua xe uống hả? Ông mua hả? Ừ. Ô sang với cha. Vừa không biết chịu à. Gì? Chịu quýnh tán đầu hả? Hoài. Lột cáo mưa ra đi. Ừ. Ai kêu quậy quá mà. Ừ quậy quá bởi vì bị quýnh tán đầu luôn. Nhiều cơm đang nào chưa? Hả? Vậy giờ ăn cơm tôi đi nghe. Cái gì chiều tôi về tôi quay lại.
giờ tôi đi à. Thôi giờ Thanh Liêm cũng xin phép quý ông bà cô chú với anh chị em quý mạnh thường quân cho Thanh Liêm được phép dừng buổi chia sẻ đây nha quý vị. Đó thì cũng đem cơm ra cho anh Tính ăn hàng ngày vậy. Thì những video trước thì cũng có mạnh thường quân ngỏ ý nhờ Thanh Liêm tìm cho anh một cái phòng trọ tầm cũng khoảng là 600-700 đổ lại gì đó để cho anh ở. Thế bây giờ anh không chịu về bên nhà nữa rồi, không biết nguyên do từ chuyện gì. Thế mình cũng muốn đưa anh về mà anh không chịu. Thôi bắt buộc thì phải ở đây thôi, sống tạm ở đây để từ từ mình tìm cái phòng trọ rồi mình sẽ tính tiếp. Bây giờ nên Thanh Liêm xin phép được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú với anh chị em với mạnh thường quân trong những buổi chia sẻ tiếp theo của Thanh Liêm về hot boy bụi lùm tinh tôn ngộ không, giờ thêm biệt danh mới nữa. Chào tạm biệt cả nhà nghe, chào cái Tính, chào cái cây. Ừ.